Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Xem Mỹ TV. Thông cáo báo chí về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Sở Y tế thông cáo các nội dung liên quan đến tình hình dịch Covid-19 từ ngày 27 tháng 4 2021 đến 15 giờ ngày 1 tháng 11 năm 2021 cụ thể như sau. 1. Số ca mắc trong cộng đồng. Số ca mắc mới trong ngày 198 trường hợp, bao gồm huyện Chân Đề 59, huyện Kế Sách 48, thành phố Sóc Trăng 23, huyện Mỹ Tú 21, thị xã Ngã Năm 17, thị xã Vĩnh Châu 12, huyện Châu Thành 6, huyện Mỹ Xuyên 5, huyện Thành Trị 5, huyện Long Phú 2, trong đó 108 trường hợp là F1, 15 trường hợp về từ vùng dịch và được quản lý trước đó, 75 trường hợp phát hiện qua sàng lọc cộng đồng. Số ca mắc dồn đến thời điểm hiện tại là 5.775 trường hợp, trong đó huyện Trần Đề 1.999, thị xã Vĩnh Châu 1.004, huyện Mỹ Xuyên 683, huyện Kế Sách 529, huyện Mỹ Tú 408, huyện Châu Thành 263, thị xã Ngã Năm 242, huyện Long Phú 237, huyện Thành Trị 210, thành phố Sóc Trăng 122, huyện Cù Lao Dung 78. Số ca khỏi bệnh xuất viện trong ngày là 156. Số ca khỏi bệnh cộng dồn đến thời điểm hiện tại là 3.752. Số ca tử vong trong ngày không cộng dồn 49. Số bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại cơ sở y tế là 1.974. Tiêm ngừa vaccine phòng Covid-19, tỷ lệ dân số trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 là 84,94%. Tỷ lệ dân số trên 18 tuổi được tiêm mũi 2 là 16,37%. Bà con từ các tỉnh, thành phố về Sóc Trăng hãy chủ động đến ngay các cơ sở y tế xã, phường, thị trấn để khai báo y tế và xét nghiệm nhanh. Tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K, không chủ quan lơ là, chỉ ra khỏi nhà thật sự cần thiết, cài đặt ứng dụng PC Covid để có mã QR, cùng tham gia giám sát bảo vệ vùng xanh, giám đốc, phó giám đốc đã ký. Như vậy là kênh Xem Mỹ TV đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi kênh Xem Mỹ TV và các bạn nhớ đăng ký kênh Xem Mỹ TV ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.